Hi, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Khi nhắc tới những cái dòng laptop Asus Zephyrus, có rất nhiều các bạn đã suy nghĩ ngay đó chính là những mẫu laptop có một thiết kế vô cùng độc đáo và lạ, một trong những cái mẫu laptop được trang bị cấu hình mạnh mẽ nhất. Và dĩ nhiên đến bây giờ năm 2021, Asus vẫn giữ nguyên cái truyền thống đó. Và ở đây mình đang có một dòng laptop Asus Zephyrus Duo 15 SE, thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái phần hộp đựng laptop đã, bởi vì ở trong cái hộp to nhất thì các bạn sẽ có rất nhiều các phụ kiện và đặc biệt sẽ có một cái ba lô chống sốc luôn để các bạn sử dụng. Thì ở cái phần vỏ hộp ngay bên ngoài đây, chúng ta sẽ thấy nguyên một cái đường cắt. Cái đường cắt này sẽ tượng trưng cho phần nắp lưng của máy cũng có một cái đường cắt tương tự. Và cắt như này sẽ giúp các bạn mở được laptop ra, lấy được cái laptop một cách dễ dàng và đơn giản hơn. Thì đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Cái phần vỏ hộp bây giờ sẽ chuyển thành nhân vật phụ, và mình sẽ cất cái phần vỏ hộp đi và tập trung vào cái phần nhân vật chính. Nhân vật chính của chúng ta ở đây thì Zephyrus Duo. Vậy thì Duo ở đây nghĩa là gì? Duo trong cái dòng laptop của Asus đó chính là một màn hình phụ thứ hai. Thì thông thường những mẫu laptop gaming chỉ trang bị một màn hình thôi. Tuy nhiên đối với dòng này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai màn hình. Thì hai màn hình ở đây như các bạn thể thấy được sẽ hoạt động độc lập với nhau, một màn hình bên trên và một màn hình ở bên dưới. Và khi các bạn mở ra thì sẽ hai màn hình này sẽ có hai cái background khác nhau. Ở cái phần màn hình chính chúng ta sẽ có một cái background có logo của Republic of Gamer, logo của ROG. Và phần bên dưới đây chúng ta sẽ có một cái background khác. Một cái background này sẽ tượng trưng cho ở bên dưới cái màn hình này sẽ bao gồm là hệ thống, hai bên là hai cánh quạt và giữa là một cái logo đặc biệt, logo hướng tới cái dòng gaming thôi. Nó được cách điệu một chút mà chứ cũng không mang ý nghĩa là dưới đây chúng ta sẽ có một cái hình nổi ở bên dưới đâu. Yên tâm thì không có đâu. Thì thông thường như các bạn có thể thấy được là những cái dòng laptop gaming hút gió trên phần bàn phím xuống thì hút gió thông qua cái khe hở trên màn hình. Còn đối với laptop Asus Zephyrus này thì cái khu hút gió đây đã làm tách biệt riêng hẳn ra, phần bàn phím đã đẩy hẳn xuống bên dưới giống những cái dòng laptop Asus Zephyrus đời mới ra mắt. Thì nói sơ qua một chút về phần bàn phím đi, thì cái cảm giác gõ mẫu bàn phím này cũng rất tốt so với những mẫu laptop gaming khác. Đó là có LED RGB có thể điều chỉnh thông qua phần mềm Aura Sync. Thì LED RGB ở đây là LED RGB per key, tức là các bạn có thể điều chỉnh từng phím một, ông nào mà có nhiều thời gian có thể sử dụng vào vọc vạch. Bởi vì cái phần không gian chính đã được để bàn phím cũng như là màn hình thứ hai, nên phần touchpad đã thu nhỏ lại và đặt hết ở gần bên phải. Cái phần touchpad này mặc dù theo cả quan cá nhân mình đánh giá dựa trên khía cạnh là laptop gaming thì touchpad cho một cái chất lượng gì tương đối tốt. Tuy nhiên nếu mà để sử dụng thì mình sẽ chọn tính năng thứ hai của cái touchpad này, đó chính là kích hoạt và chuyển cái touchpad này sang chế độ bàn phím để có thể sử dụng để cái lúc gọi là bấm nhầm mật khẩu cho nó tiện lợi. Còn về phần chuột thì sao? Chuột thì yên tâm đi, Asus có tặng chúng ta một con chuột nữa, nếu những anh em không thích thì có thể mua chuột ngoài, cái đây là nhu cầu cá nhân thôi. Và mình sẽ nói thêm một chút về cái hai màn hình này đi. Thì hai màn hình này sẽ có độ phân giải khác nhau một chút. Ở bên trên chúng ta sẽ có độ phân giải Full HD 1920x1080. Màn hình ở bên dưới sẽ có chất lượng là 1920x550, tức là để phù hợp với cái kích thước tổng thể. Và cái chất lượng thì theo như mình đánh giá nhé, thì màn hình bên trên dĩ nhiên chúng ta sẽ có một chất lượng tốt hơn. Đây màn hình 15.6 inch, có độ phân giải là Full HD như mình đã nói, và 300 Hz tần số quét. Đây là một trong những cái tần số quét gần như là cao nhất ở trên laptop, kể cả ở trên những cái mẫu màn hình riêng biệt thông thường các bạn mua thì màn hình tần số quét chủ yếu là 240 thôi. Thế nhưng đối với mẫu màn hình laptop đây chúng ta có một tần số quét lên tới tận là 300 Hz, và cái chất lượng hiển thị cũng vô cùng tốt khi mà cái phần màu sắc đã được cân chỉnh lại dựa theo công nghệ True Color ProArt. ProArt đó chính là một cái công nghệ liên quan tới những cái mẫu màn hình của Asus. Tức là cái mẫu màn hình trên Zephyrus Duo này sẽ có một chất lượng hiển thị vô cùng tốt. Còn cái phần màn hình phụ bên dưới đây sẽ có tác dụng là bổ trợ cho phần màn hình chính và được phủ thêm một cái lớp cảm ứng cũng như như là một lớp chống chói nữa. Thế nên khi mà nhìn qua thì mình cảm giác một lớp sương mờ trên cái mẫu màn hình này. Tuy nhiên thì bù lại, cái mẫu màn hình này sẽ là mẫu màn hình cảm ứng hỗ trợ chủ yếu cho các cái content creator. Thì Asus cũng hướng màn hình phụ thứ hai này đối với những cái đối tượng mà chủ yếu là làm việc đồ họa thôi, còn game thủ thì tùy người sử dụng hay không. Và nếu như các bạn nào mà cảm thấy sử dụng hai màn hình chưa đủ quen thuộc thì hoàn toàn có thể sử dụng các cái phím tắt để có thể sử dụng hai màn hình, và bạn có thể tắt cái màn hình phụ thứ hai này đi. Cái này thì tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Rồi, mình sẽ nói nhân tiện nói đến phần màn hình đi, chúng ta sẽ đề cập tới cái phần cạnh viền. Phần cạnh viền, ba cạnh viền bên trên dĩ nhiên vẫn giữ truyền thống siêu mỏng và chúng ta sẽ không được trang bị webcam. Thì đây là một điều tương đối là bình thường thôi, bởi vì các dòng laptop cao cấp hướng tới cấu hình cao này, gaming của Asus thông thường sẽ bị cắt đi webcam. Mình thì mình cũng không để bận tâm tới cái vấn đề này nhiều lắm. Và khu vực bên dưới đây chúng ta sẽ có dòng chữ là ROG và những cái khe chấm chấm này. Cái này thì không phải loa đâu, loa ở bên dưới. Loa với công nghệ Dolby Audio thì đặt ở bên dưới để có thể dội ngược lại bên tai các bạn hiệu quả hơn. Và sẽ có một vài những cái tấm dán này. Tấm dán này sẽ tượng trưng cho cái cấu hình của máy đang có. Phiên bản mình đang có đây được trang bị là CPU AMD Ryzen 9 5900HX 8x16 luồng và có thể ép xung được
không sai đâu, đấy mẫu laptop có thể ép xung được. Đồ họa sẽ là RTX 3070 phiên bản tiêu chuẩn. RAM sẽ là 32GB plus RAM là 3200. Cái laptop này sẽ chỉ có 2 slot RAM thôi, vẫn được cắm sẵn rồi nên các bạn không nhất thiết cần phải nâng cấp. Và SSD sẽ là 1TB, một cấu hình có thể nói là cực kỳ tuyệt vời để sử dụng trong nhu cầu chơi game. Còn đối với những bạn nào có nhu cầu mà làm việc kiểu là edit video các thứ thì các bạn nên sử dụng thêm những cái ổ cứng gắn rời nữa, để khi mà cần copy hay là để cần lưu trữ dữ liệu thì cắm thêm vào. Bởi 1TB SSD mà cài thêm khoảng chục tựa game và phần mềm nữa mà sử dụng luôn thì mình sợ sẽ bị thiếu đấy. Mình sẽ nói đến cái vấn đề trải nghiệm về hệ thống tản nhiệt đi. Như mình đã nói ở phần đầu video, cái phần nâng lên của bản lề đây chúng ta sẽ có, ở bên dưới sẽ là cái khe hút gió, chúng ta sẽ có hai quạt và rất nhiều cái ống đồng, và đặc biệt bổ trợ thêm bởi hai thứ, đó chính là kim loại lỏng. Thay vì sử dụng những cái loại keo tản nhiệt thông thường thì bây giờ chúng ta có kim loại lỏng để có thể tăng được khả năng tiếp xúc. Và một điều nữa được hỗ trợ thông qua phần mềm. Phần mềm thì các bạn có thể sử dụng thông qua phím tắt ROG ở trên bàn phím để kích hoạt phần mềm đấy lên, và các bạn có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp nhất. Và một số bạn hay lo lắng theo kiểu là màn hình phụ thứ hai này được nâng lên thì liệu khi mà sử dụng thì các bạn nhỡ tay ấn mạnh vào phần màn hình thì cái phần màn hình thứ hai có bị sập xuống không? Bởi vì khi mà màn hình thứ hai sập xuống bị che đi cái khu vực gió thì mình chắc chắn với các bạn luôn sẽ không bị sập xuống, kể các bạn có ấn mạnh cũng không bị sập. Ấn mạnh thì chỉ hỏng màn hình thôi, bởi vì được nâng đỡ cái màn hình đây sẽ là hai cái phần bản lề nữa được làm từ kim loại, và nó hoạt động liên kết với cái bản lề gốc của máy đó. Khi mà mình gập màn hình xuống thì cái bản lề này cũng sẽ đẩy màn hình xuống đây, kể cả khi mình gập nhanh cũng không có hiện tượng gọi là bị delay mà va màn hình vào nhau. Đấy là khi mình gập nhanh này, đó, gập nhanh này, đó, gập nhanh. Và cái độ dơ của bản lề này cũng theo như mình đánh giá là khá tốt, và máy vẫn bị hạ xuống ở cái góc như này. Thế nhưng hạ xuống rất chậm, tất nhiên sẽ không kiểu đập sập kiểu màn hình xuống này, sẽ khá là sót với 75 triệu đây. Còn cái cổng kết nối thì sao? Cổng kết nối trên máy cũng vô cùng đầy đủ, bởi vì đây là một dòng laptop có một cái thân hình tương đối là dài một chút khi so với Ultrabook. Cổng kết nối được đặt ở đều ở ba cạnh. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có hai cổng USB Type A, một cổng USB Type C hỗ trợ giao thức Power Delivery, tức là các bạn có thể cắm một cục sạc có công suất sạc tối đa là 100W cho cái mẫu laptop này. Và Asus cũng quan tâm tới người dùng khi tặng kèm theo hai cục sạc, một cục sạc hỗ trợ qua cổng USB Type C, các bạn hoàn toàn có thể để cục sạc đấy ở chỗ làm, và một cục sạc nữa full công suất cắm ở bên cạnh trái này thì các bạn để ở nhà, các bạn sẽ không nhất thiết phải vác theo cục sạc, bởi vì sạc của mẫu laptop này tương đối to. Ở phần cạnh sau chúng ta sẽ có một cổng USB Type A, một cổng HDMI và một jack Raspberry 45 để các bạn có thể kết nối mạng. Thì về phần pin thì sao? Pin cho các dòng laptop, và đặc biệt đây một mẫu laptop cấu hình cao, cực kỳ cao mà CPU có thể ép xung được, nên viên pin được trang bị cũng rất lớn, đó chính là 90Wh. Viên pin lớn nhất mà các hãng có thể gọi là trang bị cho laptop đó chính là 100Wh. Tất nhiên là hãng có thể lắp những viên pin nhiều hơn, thế nhưng những viên pin nào mà đạt đến 100Wh sẽ không được mang lên máy bay đâu. Thế nên 90Wh trên mẫu laptop cấu hình cao như này, thế nên mình đánh giá nếu như các bạn quên sạc hoặc là mang mẫu laptop đi để họp mà trong khoảng nửa buổi làm việc thì hoàn toàn cái mẫu laptop này có thể đáp ứng được. Thì đấy là những cái cảm quan đánh giá của mình về cái dòng laptop Asus Zephyrus Duo 15. Thực tế ra nếu những bạn nào mà có mức giá 75 triệu thì mình nghĩ nên mua những cái dòng laptop như này, bởi vì cái số tiền các bạn bỏ ra sẽ được trải nghiệm những cái công nghệ mới nhất này, những cái điều thú vị mà những mẫu laptop thông thường chắc chắn sẽ không bao giờ có thể có được. Và ý kiến các bạn sao? Đánh giá như thế nào về cái mẫu laptop này? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video để cho chúng mình được biết. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.